Tao hết. Nguyên quạt cho nè. Rồi, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cắt cỏ cũng như máy cưa xích của cửa hàng Thành Hợp bên em nha anh chị. Rồi, cửa hàng của em có địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng luôn nha anh chị. Rồi cửa hàng em là ở kế Bách Hóa Xanh của chợ Trung Hưng hay còn gọi là chợ Ngã Tư. Đây, em có báo địa chỉ cụ thể để cho anh chị là đến mình dự định mua máy đi giao lưu rồi thì mình đến nơi nha anh chị. Thì hôm nay em lên cho mình máy cắt cỏ kèm hai cây cưa xích. Và lô máy hôm nay em lên là lô chữ U. Khi anh chị chốt đơn thì chốt cho em từ U1 cho đến U10 ha anh chị, U12 cho em nhanh dễ đi đơn ha. Rồi, hôm nay em có lên cho mình là Makita tay cục 340 ha. Thì cưa tay dài thì có là Shinewa 355, rất là đẹp nha anh chị, rất là đẹp, siêu tầm luôn á. Rồi máy cắt cỏ thì bên em có từ máy nhỏ đến máy lớn, thì có hiệu Makita cốc nè, Tanaka nè, Wobin 025 nè, Wobin 256 có trợ lực nè, Kiwit 23 nè, Gabobin. Rồi phía dưới thì em có là Echo 240 ha, Gabobin, Mitsubishi TL 231 có trợ lực, Mitsubishi TL E27, Kiwit có trợ lực 26, và kế tiếp là một cây G2K đó. Hệ máy chiến không đó anh chị. Nói chung là em nhanh lúc nào cũng lên cho mình luôn máy đều, máy nhỏ có, máy trung bình có, máy lớn có, để cho anh chị dễ xem máy ha. Và em nhanh giới thiệu cái dạo đầu là em nhanh chỉ thiệu sơ lược thôi. Anh chị vô, anh chị muốn coi cái máy nào anh chị thích thì anh chị phải coi hết cái clip, hoặc là anh chị clip cái cây máy mà mình cần mua để anh chị có, tại vì trong clip em nhanh có báo công suất bao nhiêu, nòng bao nhiêu, giá tiền bao nhiêu, và đặc biệt là em nhanh có test nổ máy từng cây cho anh chị xem luôn để anh chị dễ chọn máy ha. Và khi anh chị nghe cái tiếng nổ qua cái video này thì anh chị chỉ nghe được 80% công suất thôi. Cho nên anh chị muốn chốt đơn thì anh chị, anh chị muốn nghe hết công suất của nó thì anh chị chốt đơn tới chỗ nhận hàng mới nghe hết 100% công suất của máy, là máy chạy khỏe đó. Rồi qua đây em cũng muốn nhắc là anh chị coi máy cho kỹ thì mình hãy chốt đơn nha anh chị, không gấp ha, gấp xong rồi mới công tới chỗ bơm hàng tội nghiệp em nha. Rồi em nhanh sẽ nói hình thức bán hàng anh chị, em nhanh nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước Việt Nam, từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc, và em nhanh sẽ ship tới nhà cho anh chị luôn. Đó, hàng tới nơi anh chị được kiểm tra hàng trước khi nhận nha, và em khuyến khích khách kiểm tra hàng trước khi nhận bằng cách là test nổ nè, máy chạy ngon lành, đúng máy đúng hàng thì mình hãy trả tiền cho người giao hàng, và quá trình nhận hàng có trục trặc gì thì anh chị điện cho em ha. Còn những cái máy mà em báo giá ở đây em nhanh sẽ hỗ trợ bao ship kèm phụ kiện đầy đủ, và đồng thời em nhanh không có lấy cọc anh chị chú bác 1.000 nào hết. Cho nên anh chị chú bác mình an tâm mà chốt đơn, không có sợ bị lừa gạt nha anh chị. Tại vì ngay từ đầu em nhanh đặt ra cái phương châm là khách hàng trao niềm tin, em nhanh trao cho mình chất lượng máy, uy tín đặt đầu. Bán hàng cũng có chế độ bảo hành là bên em nhận bao đổi trả trong vòng 10 ngày cho mình luôn. Đó, cho nên mua hàng của em nhanh, anh chị cũng an tâm đi. Rồi, số điện thoại để chốt đơn nha anh chị. 0913136620, số này có Zalo nha anh chị, tên là cửa hàng Thành Hợp ha. Và một cây máy khi mà cho đi thì em sẽ cho theo một cái đĩa phát ba tắc, đĩa Makita nha. Cái này thì anh chị phát ra cỏ dày, cỏ to, gốc gạ rồi đó anh chị, thì anh chị phát dao thì nó sẽ chạy ổn định hơn. Kế tiếp một cái dao phát nữa, nhưng mà cái này là cái ổ cước phát dây nha anh chị. Trường hợp là anh chị phát cỏ nhỏ, cỏ mỏng, cỏ non mới mọc gần nhánh cây, gần đá thì anh chị phát dây ha. Tiếp mở bu ghi đầu dao nè, một cái lục giác 4 nè, một cái trắng cỏ nè, và kèm theo cho mình đó là một cái sợi dây đeo. Thì em nhanh sẽ cho 6 món này ha. Còn đối với những cái món này là em nhanh bán thêm là nhớt nè, tôi hết bơm nước nè, chà rong riêu nè đó. Rồi
gồm cỏ ha. Còn đối máy cưa thì em sẽ cho là một vít chỉnh xăng, một tiếp mỡ bugi, một cái bao lam với một cây dũa nha anh chị. Giữ cái này dư nè, chút đem ra. Rồi cái này là cái gom cỏ nha anh chị, 100.000 một cái ha. Anh mua về mua máy về cắt cỏ cho trâu cho bò ăn thì mua cái gom cỏ này theo ha. Đó, còn cái này là cái tu hút bơm nước hút nước từ dưới sông lên nha anh chị. Cái tu hút này bằng inox 150.000, đầu ra là ống 27 nha anh chị. Rồi cái này thì anh chị trời nắng thì ứng dụng cho phát cỏ, còn trời mưa ứng dụng cho trà rong rêu ha. Cái bản nhỏ là 100.000, cái bản lớn là 120.000. Anh chị chốt đơn cái bản trà rong nào thì anh chị nói em nhanh gửi nha anh chị. Rồi kế tiếp, rồi kế tiếp này là nhớt hai thì nha anh chị. Nhớt này là nhớt mình sự em đang sử dụng cho cửa hàng và sẵn em nhanh bán luôn. Một bình này là 100.000 một lít nhớt. À, giờ em nhanh sẽ nói luôn tỷ lệ xăng pha nhớt. Hay đối với máy cắt cỏ, tỷ lệ xăng pha nhớt là một lít xăng là từ 40 đến 50 cc nhớt. Đối với máy cưa xích thì một lít xăng anh chị pha dùm em từ 60 đến 70 cc nhớt ha. Và cái bình nhớt này nó hay lắm, nó có cái chia từng cái miêu nhỏ này anh chị, 20, 40, 60, 80, 100. Anh chị cứ lên lường theo cái tỷ lệ như vậy là máy của mình chạy nó sẽ chuẩn nha anh chị. À, khỏe máy bôi trơn mít tông ha. Và cái này sử dụng cho nhớt lam của máy cưa được luôn. Nhớt này là em bán cho nên anh chị mua máy cứ mua theo đấy. Có cái mà mình thử thì anh chị mua đi, đặng em nhanh sẵn gửi em nhanh bao ship luôn cho. Rồi test nổ máy nè anh chị, cái này là test nổ thiệt luôn nè anh chị, coi cái nào phù hợp thì mình có thể chốt đơn nha. Anh chị xem kênh nhớ cho em nhanh xin một nút like hay gọi là nút thích ha, và một nút đăng ký kênh nha anh chị. Makita 340 nè. Trọng lượng là 4,4 kg nha. Lam dài 4 tấc mốt. Cưa Makita nha anh chị, 34cc nồng 37 ly. Cái này là cái phiên bản tay cục ha, à, dành cho mình leo trèo mé nhánh tỉa cành đồ đó ha. Này nó chạy xích này là xích 91 nha anh chị, hai ốc bắc lam, rồi chẳng xích đồ vẫn còn đầy đủ. Và đặc biệt cái phiên bán bản là nó có khóa xích nha, chuyển ra lớn nè, tắt nè, mở nè. Cái này bình xăng con nằm phía sau nghe đời cao nha anh chị. Và đóng e nó là cái phiên bản, à, kéo e lên, mở e lại xuống nha. Cái nắp xăng pha nhớt nằm phía trên nè, cái nắp lam nhớt lam nằm phía dưới nè, à, mặt tiền nữa nè. Còn cái con ốc mà để tăng đưa dây xích dây sên thì nó nằm phía trong đây. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là U1, giá 2,3 triệu nha anh chị. Em nhanh bao ship cho chị này đủ. Rồi cưa khai thác nè. Đã có xăng mà nhớt nha anh chị, làm dài tới 4 tấc 7 hơn đó, tha hồ mà mình thả cho đứng ha. Nước máy quá đẹp chứ, chốc nhẹ những cái nước sơn này thôi chứ tính ra cái này rất là vip nha anh chị, nhịp sợi nước tiền đó nè. Xin đây qua 355 nồng 38 ly ha, mà chạy rất là chắc nha, siêu khỏe nha anh chị. Phiên bản còn giữ ra lớn nè, tắt nè, mở nè, thông số nè, đóng e, mở e là đẩy vô ha. Tiền nó là hai ốc, bắt ốc lam luôn.
cái này nó chạy xích lại xích chuột nha anh chị làm Latin ha. Mã này là anh chị chốt giùm em nhanh là U2 38 ly giá 4 triệu ha. Chọn bụi còn gửi xin đi qua luôn. Quá đã. Máy này chốt cho anh chị lăn tăng gì đó. Rồi cứ đến là Makita nè. Makita này thì cấu hình hình thức nó đổ rất là gọn nhẹ nha, phù hợp cho mấy bác lớn tuổi, mấy chị em phụ nữ chân yếu tay mềm nha anh chị. Đó, anh trai chị chưa ít có phát cỏ đâu ha, làm nặng đồ thì ít, thì anh chị lấy những cái máy như thế này đi, phát cỏ gia đình, phát cỏ cho trâu cho bò ăn ha. Công suất là 20cc nồng 30 ly, ấp giật có hỗ trợ giật trợ lực nha anh chị, chạy chế Vinwon Pro le đỏ tự động nữa nè, tức là mình đóng e xong rồi anh chị giật từ 2-3 phát nổ không nổ thì anh chị lên ga là nó sẽ nhảy mở e nha. Chị chế zin quanh rồi đó, mình xăng lớn rồi zin nè, cúng liền cúng nhựa nha anh chị, không tắt zin. Đây vô khói đẹp ha, ga giữ nha anh chị, láp zin nè, đầu bò zin, đầu bò có chén chống quán cỏ, cái chén mà nhọn nhọn là cái chén chén quán cỏ đó anh chị. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là U3 30 ly 1.250.000 ha. Cái đó là Tanaka nè, Tanaka công suất là 22cc nồng 32 ly ha. Để chế zin nha anh chị, chế zin theo máy, hình thức máy rất là đẹp. Anh chị nhìn vô khó nó trắng đẹp nè. Đó. Bên em gọi là Tanaka chữ A vậy, tại vì nó đổ ở cái chân trống bỡ đỏ bình xăng ha, hình chữ A cho nên gọi là Tanaka chữ A nha anh chị. Ga bóp nè. Đó, anh chị muốn xài ga giữ thì anh chị cột cái bách dài này lại ha. Rồi mình mới đẩy cái này lên là cái phiên bản thành ga giữ nha anh chị. Tắt nè, rất là hay, công tắc màu đen nha anh chị, mình tắt xin nhảy chế độ mở cho mình luôn. Lát gì trắng cỏ đầu rồi gì. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là U3 anh chị, 32 ly giá 1.3 ha. Cái đến là Rubin nè. Robin 025 nồng 34 ly, phiên bản có ốp giật hỗ trợ giật trợ lực nhẹ giật nha anh chị, ốp giật giả nha anh chị, kéo thẳng dây buông nhẹ về nó sẽ qua tua và nhẹ nổ nha. Chạy chế Vinwon Pro luôn, chụp giật tem màu đỏ nè, áo máy màu đỏ tông cổ tông quá đẹp, tum liền tum nhựa nha anh chị, có chân chống bờ đỏ mình xăng luôn, cái màu đỏ đỏ bên đây là công tắc ha, ra giữ nè, vô quạt à, ống lắp zin nè anh chị. Đó, tem đồ còn đầy đủ, trắng cỏ đầu bò zin, trắng cỏ nó mẻ không miếng xíu hay nên buộc trắng cỏ mới cho mình. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là U5 nha, 34 ly giá 1.500.000 anh chị. Rồi cái đến là Robin nè. Oh.
Rồi một cái cây Robin ha. À, anh em gọi là Robin cổ ngỗng tại vì cổ mình xăng nó quay lên nha. Anh chị đổ xăng vô đều rồi dễ dàng, một phát cỏ lắc mạnh cũng không sợ xăng nó đổ ra ngoài nha anh chị. Rồi thêm một cây có chụp giật trợ lực hỗ trợ giật nhẹ ha. Để chế viên quanh và rồ theo máy nha anh chị. Đem thuốc đầy đủ nè, khô khói trắng đẹp ha. Đẩy xuống ập và tắt, đẩy lên on là mở nha anh chị. Và sở hữu tôm rời, tôm nhôm 260, ốc vàng khè, ốc trắng quá đẹp, ốc zin da dữ nè. Một tay cầm trắng cỏ đầu bồ zin ha. Mã này anh chị chốt cho em nhanh U6 nha anh chị, giá 1,5 triệu luôn. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Đối với phiên bản này anh chị nào muốn để một tay cầm sử dụng thì để, còn không thì nói bên em lên hai tay cầm cho mình miễn phí nha anh chị, không tốn tiền. Rồi kế đến nè, kêu vít nè. Kêu vít nổ như là xe sushi bo ha, giòn tan, chạy chế zin ngang ngang nha, quá đẹp. Mình sân lớn rồi zin nữa nè, như anh chị thấy vậy đó. Cái phiên bản này là công suất 23cc nặng 32 ly nha anh chị, chạy nó rất là tiết kiệm xăng nha, đây thông số đầy đủ nha. Và đặc biệt chạy là tum liền tum nhôm, nó có cái áo bảo vệ cái tum cho mình luôn nha anh chị. Ra bóp zin nè, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha. Đầu bò zin theo máy nha. Mã này anh chị chốt cho em nhanh U7 nha, 32 ly giá 1,6 triệu nha anh chị. Ê chu xanh nè anh chị ơi, 240 nè, quá đẹp. Này đề cao ha, đề mới á. Ê chô xanh màu nước biển, nổ như xe sushi bo ha, vô khó nổ là vô ém nha anh chị. Để chế zin ra ngang nha, máy nè, móc máy đẹp nè, zin còn luôn. Tum liền tum nhựa 24cc 32 ly nha anh chị, nhìn đó nè, đẹp quá đẹp. Mà hàng của em anh chị an tâm đi, nó chuẩn quá, không ai sao thì ở ngoài em chị không có ảo đâu đó, đẹp chưa. Ra bắp zin ha, đẩy xuống là tắt nè, đẩy lên là mình mở nè anh chị. Eco 24 trắng cỏ đầu bồ zin ha, đáp bằng kem không số rồi luôn. Ốc trắng cỏ, ốc ăn cùng nè anh chị, trắng đẹp không có miếng xét miếng tay. Mã này anh chị chốt cho em nhanh U8 32 ly giá 1,6 triệu ha. Cái đó là động cơ Mitsubishi nè, giống cái này sức mạnh đó, vậy đó thôi. Em lụm á, kéo vô coi. Rồi, Mitsubishi TL 23cc, trên 23cc nồng 32 ly nha anh chị. Cái phiên bản này hỗ trợ giật trợ lực nha, chạy chế hai kim le đỏ tự động luôn đó, vô khói nè anh chị, quá trời đẹp, quá trời trắng luôn đó, lóc dập nổi made in Japan đồ luôn đó. Thì đủ ha, chế bờ đỡ mình sang bằng nhựa đồ nó nè. Vậy là tum nhôm tum rời 260 nha anh chị, cho nên anh chị có thể tháo rời đầu máy nè, ứng dụng cho việc đấu sụp hút được luôn ha. Ga giữ nè, công tắc trên tay cầm đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nha anh chị. Cắn cỏ đầu bò zin, bóp lưng nữa nè. Mã này anh chị chốt cho em nhanh U9 31 ly giá 1,9 triệu nha. Mitsubishi TL-E
Công suất máy này 27cc 35 ly luôn nha anh chị. Made in Japan nè anh chị thấy không? Ít dần này có hỗ trợ giật trợ lực nha. Cái này nó chạy chế 2 kim luôn nha anh chị. Ở đây một kim, trên đây một kim là 2 kim. Lóc có dập nổi Made in Japan cho mình luôn. Cái bờ đỡ bị xăng là bằng nhựa nè. Đó. Bộ khói nè anh chị. Đẹp giá mày, đáng tư luôn. Con số nè. Ga giữ, công tắc trên tay cầm. Một tay cầm trắng cỏ đầu bò ghim. Láp là có bán tinh điện cho mê mà màu cà phê sữa. Anh chị móc quay đeo vô đây thì mình lên ra thôi. Mã này anh chị chốt cho em nhanh U10 35 ly giá 2 triệu nè. Cái phiên bản này anh chị nào không thích xài một tay cầm thì nói bên em lên hai tay cầm, mà phải quán đổi lấy một tay cầm với lại nha anh chị. Chứ không có cho thêm. Để lại thay cho khách nào cần á. Kêu ghít nè. Cái máy này rất là đẹp nha, chị nhìn thấy nó liền lạc lắm. Màu cam hết ha. Bình xăng lớn zin. Ốp giật này là hỗ trợ giật trợ lực nha anh chị, giật nhẹ ha mà cái thẳng ra buông nhẹ về. Nó sẽ qua tua và nhẹ nổ. Đồng thời chạy chế zin, vú lớn ngang ngang nha anh chị. Chế zin theo máy là tem chốt còn đầy đủ, ốc sáng keng luôn ha. Đẹp đen keng sao ben. Made in Japan nè. Lé bự đỡ bình xăng đầy đủ nha. Tum nhôm nha anh chị, tum liền nha. 2625. Đó. Ra bóp zin. Đẩy xuống là tắt ha anh chị, đẩy lên là mình mở nè. Không lát gì, đầu bờ ghim có chén chống quán cỏ rồi chén chống hòn lọt nữa. Mã này anh chị chốt cho em nhanh U11 nha anh chị, 34 ly giá 2.1 triệu ha. Cái đó là Xenon Komitsu G2K. Xenon Komitsu Made in Japan. Máy này là nòng 34 ly, công suất là 26cc nha anh chị. Nhưng mà chạy khỏe như những cây 35, 36 ly á, tại vì bít tông nó dày và dài, cú to tay lớn nha. Này thì em chế hai kim em đã lên chế mới rồi nha, nhưng mà chạy siêu khỏe, siêu ổn định nha anh chị. Đó. Có chân chống bờ đỡ bên xăng luôn. Tung rời tung nhâm 260 nha. Riêng máy này thì công tắc nó nằm phía trên đầu máy nha anh chị. Anh chị có thể là tháo rời đầu máy mình chế cháo đều được ha. Ra giữ nè, ống lắp zin trắng cỏ đầu bồi zin hết đó. Chạy thì rất là khỏe rồi, nó rất là bền, rất là trâu. Mã này chị chốt cho em nhanh là U12 34 ly với 2.1 triệu nha anh chị, 2.100.000 đồng. Rồi em hẹn gặp lại, tạm biệt.